Vì sao? Vì bọn người này ôm lòng tăng thượng mạng, bề ngoài thì giống Bồ Tát nhưng bên trong lại nhiều phiền não. Thế nên này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát chân thật, không bỏ trí nhất thiết trí, không bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, hết lòng thích cầu trí nhất thiết trí, muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, làm lợi ích an vui cho khắp tất cả các loài hữu tình. Thì chẳng nên gần gũi, cung kính, cúng dường, tôn trọng khen ngợi người ác như thế hiện hiện nên biết các đại bồ tát này thường nên tinh tấn tụ tập sự nghiệp đã để cho mình nhàm chán sành tử chẳng đắm ba cõi đối với hạng người trên đồ la và ác tạc kia thường nên phát tâm từ bi hì xà nên nghĩ ta chẳng nên phát khởi tội lỗi như kẻ ác kia giả sử lúc phải thất niệm tạm khởi lên như họ liền nên tỉnh giác làm cho mau trừ diệt vậy nên thiện hiện các đại bồ tát này Muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phải tỉnh giác hoàn toàn về việc của các ác ma nên siêng năng tinh tấn xa lìa trừ diệt tội lỗi như Bồ Tát đã tạo siêng năng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết người học như vậy chính đó là Bồ Tát với phương tiện thiện xảo như thật tỉnh giác về các việc của ác ma.